Rồi, mình chào cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành trên kênh YouTuber của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục đến ngôi chùa Pleitakun thuộc xã Thanh Quế, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình cũng đến đây để cập nhật một số hình ảnh về chiếc kiêng ngò của chùa có cái kế hoạch gì hay không, cho mùa giảng mới hay không. Thì hôm nay mình cũng đến đây. Thì hàng năm thì cái ngôi chùa Pleitakun thì thường xuống chùa cung 1 là chùa cung 2. Và vài năm trở lại đây thì khoảng từ năm 2023 thì cái ngôi chùa Trà Côn chỉ xuống một chiếc thôi, do không đủ lực lượng hay sao ấy, dạ. Thì cái ngôi chùa Trà Côn thì xuống có một chiếc à. Thì ngôi chùa Trà Côn thì có cái mẫu cái văn rất là độc đáo như vậy, là cũng gồng xanh và phía khúc lái thì có hình đầu voi rất là độc đáo luôn. Đây là chiếc cái ngôi chùa Pleitakun đây quý vị. Thì cái ngôi chùa Pleitakun thì thuộc xã Thanh Quế của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây toàn là cái hình ảnh và văn của chùa Pleitakun. Đây là như cái hình thân voi á, có như vậy. Cái hình độc đáo đó, đầu voi vậy vậy đây. Đây, nhìn cứ kỹ nha. Đây là hình đầu voi. Nào mình cũng review một lòng với em nhé, về chiếc kiêng ngò chùa Pleitakun. Thì đến cô chú anh chị và các bạn, đây là chiếc kiêng ngò chùa Pleitakun. Thì chiếc này là một giải vừa rồi cũng là chiếc để thi đấu, chiếc này là thi đấu mùa giải vừa rồi nè, 2023. Thì theo mình được biết thì kiêng ngò chùa Pleitakun thì chưa có kế hoạch chuẩn bị gì nha quý anh chị cho mùa giải mới. Thì mình chỉ đến đây để cập nhật một số hình ảnh về cái đội ghe ngò, các đội ghe ngò có sự chuẩn bị như thế nào để gửi đến cô chú anh chị trong và ngoài nước được nhìn thấy nha, về cái quê hương và xứ sở của mình. Đây là toàn cảnh bên trong nhà ghe chùa Pleitakun. Đây là chiếc thi đấu mùa giải vừa rồi này, chiếc ghe ngò mang biển số là số 24. Đây thì ghe ngò chùa Pleitakun là có hình rồng từ đầu đến cuối ghe. Đây là nhà ghe của chùa Pleitakun. Đây, hai chiếc thì giống như một như anh hai anh em sinh đôi á. Đây anh em sinh đôi mà. Đây có cặp mặt cực rất là linh hồn nha quý vị. Chiếc ghe ngồi Pleitakun đây. Cái đó là 22, cái này 24. Đó. Đâu 22 ông nội. Ông có biển số nó cũng có xuống dòng sông Bánh Rô rồi. Không có, chiếc đó đây tập. Chiếc bên đây nè. Đúng rồi. Chiếc này 22 còn thi đấu, còn 23 thì Trà Côn chỉ tham gia một chiếc thôi. Đúng rồi. Thì chiếc nào lẹ thì lấy chiếc đó. Thì năm nay mình chưa có nghe thông tin gì về chính xác thì mình chưa dám đưa thông tin đâu. Thì mình chỉ đến đây cập nhật một số hình ảnh về các đội ghe thôi, có sự chuẩn bị hay không để gửi đến cô chú anh chị trong ngoài nước được nhìn thấy. Đây là chiếc kiêng ngò chùa Trà Côn thì cũng vẫn chưa có đồng tỉnh nha quý vị. Thì vẫn và chiếc cờ hâu này là hàng năm là đi theo chiếc kiêng ngò là về dòng sông Metro để thi lễ hội đèn nước đó quý vị. Đây bữa 14 là thi chiếc cờ hâu. Hầu cũng có hình rồng hết nha. Đó. Là... có cái cặp mắt cũng rất là linh hồn luôn, như vậy bạn. Qua cả... qua văn cũng rồng luôn ha. Qua văn rồng. Dạ trên thân ghe luôn. Dòm là thấy linh hồn ghê. Cặp mắt. Giờ ở ngoài thì thấy cặp mắt đi dùng luôn màn hình, thấy cặp mắt thấy đổi với kìa. Đọc luôn á. Mình cũng ghi hình lại một số hình ảnh về chiếc kiêng ngò Pleitakun để gửi đến của chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước được nhìn thấy chiếc kiêng ngò và quê hương xứ sở của mình nha. Chiếc kiêng ngò chùa Pleitakun thuộc xã Thanh Quế của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây là phần đầu ghe. Đây là ghe ngò chụp Pleitakun thì cũng có cái hình ảnh là con rồng chạy từ đầu đến cuối ghe. Và có một số nét cây văn
rất là độc đáo này các chị. Đây là hiện tại mình đang đứng bên trong cái nhà ghe để review. Thì bên trong nhà ghe thì có 3 chiếc ghe nha các chú chị. Một chiếc đây sử dụng tập luyện và hai chiếc để thi đấu của ghe ngò chụp Black Tacon. Rồi mẹ hôm đây là chùa thì vẫn có lưu giữ bằng cái chiếc ghe ngò được độc mộc các chú chị, là chiếc cà hấu sử dụng cho việc chở các vị cha và sư cả của chùa ngày xưa các chú chị. Xưa thì có lộ chưa có đến ngày như hơn ngày hôm nay đâu. Đây là chiếc cà hấu của chùa đây các chú chị, là hàng năm cũng thường đem đi về dòng sông Metro các chú chị để đi theo chiếc ghe ngò luôn và về dòng sông Metro để thi đấu lễ hội đèn nước các chú chị. Đầu voi một phần. Đây là chiếc cà hâu nha, vậy cũng mang hình hài gồng xanh chạy dài từ đầu đến cuối chiếc cà hâu luôn. Đây là phần chiếc ghe ngò chụp cái tiêu quân có mẫu hình gồng rất là độc đáo. Đây thì theo mình được biết thì ghe ngò chụp cái tiêu quân thì chưa có sự chuẩn bị gì, làm cũng review một đoạn video ngắn thôi, mong cô chú anh chị mình xem và nhớ đồng hành trên kênh YouTube mình nhé. Và bên cạnh đó thì kênh cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã đồng hành trên kênh thời gian vừa qua và ủng hộ kênh rất nhiều, thì kênh cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nhé. Đây là hình ảnh chị ngồi chụp cái cuộc thì nhà ghe cũng rất là rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Nhà ghe này để được bốn chiếc luôn. Chiếc cái hậu này rất là to luôn. Đặc biệt chiếc hậu này đó các chú anh chị là dùng bằng cái thân cây nguyên khối luôn vậy để độc mộc. Sử dụng và tiết thân cây nguyên khối luôn. Ngày xưa mới có cái thân cây to như vậy, bây giờ không có đâu các chú anh chị. Đây là toàn cảnh cái chạy ghe của chuột cái tức luôn, rất là rộng rãi. Thì hiện tại là chùa phía tức quân thì còn vẫn giữ được 3 chiếc ghe ngò và một chiếc cà hâu. Đây như theo mình được biết thì chụp Black Tacon cũng đem cây này về có thể là làm cái đầu lãi sao đó chị. Đây chưa tới mùa nên chưa làm sao chứ gì. Đây cái đầu này sẽ làm đầu lãi sao đó. Hôm nay mình cũng review một đoạn video ngắn thôi. Đây là chiếc ghe ngon Black Tacon 2 vẫn còn đặt bên trên đây. Cái ghe ngò chụp Black Tacon thì được đóng vào năm 2018 chiếc này đây. Này mình cũng review một đoạn ghe ngắn thôi, do là không có cái đồng tĩnh gì, mình chỉ review một số hình ảnh về chiếc ghe ngò để gửi đến cho chú anh chị thôi. Trong nhà ghe vậy. Đây, hình hai gồng chạy từ đầu đến cuối ghe rất độc đáo không?
Như vậy cái chỗ mình tạm gác lại tại đây với chú anh chị. Đây là những cái con linh vật của chùa Bích Tất Cua đó chú anh chị, được gọi là cá hoang đó chú anh chị. Đây linh vật của cái ngôi chùa Bích Tất Cua này. Đây là chiếc ngò sử dụng cho việc tập luyện của đội ngò chụp lấy tất cô này. Để sống rồi, chết. Mũi quá trời. Chúng ta chụp lấy cho cô này, mang về tượng này. Một chữ hết mớ rồi. Như vậy cái video mình đến đây cũng tạm nhắc lại nha quý chú anh chị, và hẹn gặp lại các chú anh chị mình cái video tiếp theo của kênh. Thì mong các chú anh chị mình xem và nhớ đồng hành trên kênh, thì kênh cũng thường xuyên để ra video nhiều để gửi đến cô chú anh chị mình hơn. Đây là toàn cảnh cái nhà ghe chùa Bích Tất Cua, thì sử dụng cho việc để che nhà ghe và cần câu, những cái cần câu mới của chùa vẫn để bên kia. Mình cũng đến đây review một đoạn video ngắn thôi. Đây là toàn cảnh bên trong. Sửa sư nói nãy nha. Nãy có hỏi sư là sư tới sửa nhưng gần tới mới sửa. Mà chưa biết tận nhà hay là danh vũ. Ghe này toàn danh vũ đóng không, có một chiếc trụ nhà thì đóng phía bên kia. Đây chiếc này danh vũ, chiếc này danh vũ, chiếc bên kia. Đây, sư thì đóng. Sư đóng bên kia. Một khấm à. Danh vũ. Sư đóng. Có nhiều cái ghe này mới sửa năm rồi. Chép chai vô dầu. Đây là chiếc chuyện được thi đấu mùa giải năm 2023 này các chú anh chị. Đây thì đội ghe ngò chùa Bích Tất Cua thì theo sư cho biết thì khoảng gần tới lễ hội mới có kế hoạch sửa chữa nha các chú anh chị. Mình cũng review một đoạn video ngắn thôi vì cái đội ghe ngò Bích Tất Cua. Mong chú anh chị xem mình mới đồng hành với kênh nhé. Mình qua đây để mình lấy thông tin ghe của Bích Tất Cua có sửa chữa hoặc đóng mới gì không. Thì bữa nay anh em qua tới đây thì được sư chia sẻ là gần tới mới biết thông tin. Mình cũng review một đoạn video ngắn thôi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình cái video tiếp theo. Thì cuối lời thì kênh cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình rất là nhiều nhé. Đây là ốc Hòa Thanh, xã Thạnh Quới, huyện Bình Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây năm rồi thì Bích Tất Cua mang biển số 24, biển số 24 năm rồi Bích Tất Cua. Rất đẹp. Anh biết chụp rồi, anh chụp rồi. Rất đẹp. Phía này là cà hậu, cái cà hậu này đi Sóc Trăng lúc nào cũng được giải cho nó giải nhất cái chứ. Trang trí quá đẹp mà, bóng đèn rồi tối lên quá đẹp luôn. Đây cho hậu của Bích Tất Cua này chú bạn. Hậu này cũng rất là dài nha quý chị. Nó dài, lớn luôn. Lớn. Dài lớn luôn, dài lắm. Bởi vì ghe này đi, cầu này đi là lúc nào cũng lấy giải chứ. Đi là nguyên một đẹp dài luôn. Rồi cũng hình gòn luôn. Đó, hình gòn luôn nè. Vậy như vậy cái video mình tạm gác lại tại đây nha quý chị. Hẹn gặp lại các chú anh chị mình cái video tiếp theo của kênh. Cuối lời thì kênh cũng có chú anh chị mình rất là nhiều nhé. Có gì thì cô chú anh chị các bạn biết thông tin.
thì có thể chia sẻ thông tin này cho